Nhiều ngày nay, thông tin về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình khiến công chúng lo lắng. Được biết, nghệ sĩ đã phải nhập viện trở lại để tiếp tục điều trị bệnh ung thư phổi, thân dưới hoại tử, phải ngồi xe lăn do tế bào ung thư đã vào tùy. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn bè, đồng nghiệp liên tục kêu gọi ủng hộ để nghệ sĩ Lê Bình chữa trị. Dù sức khỏe yếu nhưng nam nghệ sĩ vẫn rất lạc quan, khi nhận được tiền hỗ trợ còn chia sẻ lại cho người khác. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mới nhất, một đồng nghiệp đã vào bệnh viện 175 thăm Lê Bình và cập nhật tình hình sức khỏe của ông. Theo đó, nghệ sĩ Lê Bình đang rơi vào trạng thái sốt và hôn mê 2 ngày liền. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình đang khá xấu. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước đó, nghệ sĩ chia sẻ ông muốn thực hiện xong 3 việc cuối cùng, đó là hoàn thành nốt cuối hồi ký mà tôi đã ấp ủ 2 năm qua. Việc thứ hai là tập truyện ngắn vui buồn cùng chú cháu tôi. Việc thứ ba là khi mình nằm xuống, số tiền mà mọi người đóng góp, chia sẻ giúp Lê Bình nếu còn dư, sẽ xin gửi lại cho hội nghệ sĩ. Nghệ sĩ Lê Bình rơi vào tình trạng mê man nhiều ngày nay. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Những hình ảnh lạc quan của nghệ sĩ Lê Bình trong quá trình chống chọi bệnh tật.